sống rất là hạnh phúc. Dạ. Hạnh phúc trong cái niềm đam mê của mình. Và mình càng cảm thấy là mình sống ở cuộc đời này nó rất là có ý nghĩa. À, có thể điển hình giống như là cái ca khúc Tiễn Bạn Lên Đường đi. À, một cái ca khúc mà anh Lâm Trường từng có cái phát biểu là mang đến cho anh 3-4 căn nhà rồi. Đó, hay là Tình Thôi Xót Xa thì đúng còn là, nhiều hơn như nhiều thế. Hơn như thế. Làm sao mà từ một bài hát có thể mua được 4-5 căn nhà, cái chục căn nhà giống như anh Lâm Trường mới đỉnh đúng không ạ? Thì gấp gió thành bão, mưa dầm thấm đất thôi. Dạ. Như là mình cứ tích lũy dần, với lại cái thế hệ của mình bây giờ thì nhất là một những nghệ sĩ như nam như mình thì không đỡ hơn các bạn nữ, là các bạn đầu tư quá nhiều. Còn mình thì đơn giản hơn. Mình cũng thực ra mình không phải là không muốn đầu tư quá nhiều, nhưng mà tại vì mình là người đàn ông thì sao cuộc sống này nó cho mình những cái may mắn là mình không cần phải quá đầu tư, nhưng mình chỉ cần một trang phục lịch lãm, sạch sẽ, đẹp, rồi mạnh mẽ, khỏe khoắn mình đi hát. Ngoài ra nó còn nhiều bài hát khác nữa. Dạ. Chừng cảm thấy mình rất là mang ơn những bài hát đó, không phải bởi vì nó đem tới cho mình những cái thù lao hay đem tới cho mình cái giá trị về tài chính, nhưng mà thật lòng mà nói á, thì cái con đường âm nhạc này nó đem tới cho Trường rất là nhiều những cái lợi ích, yeah. những cái nguồn lợi. Nhưng về tài chính thì một phần không nói, nhưng mà cái chính nữa là mình sống rất là hạnh phúc, yeah. Hạnh phúc trong cái niềm đam mê của mình.